Các em yêu quý, mùa đông năm nay đến với chúng ta thật muộn phải không nào? Nhưng dù vậy thì chúng mình cũng không được chủ quan đâu nhé. Hãy luôn chú ý bảo vệ giữ gìn sức khỏe của bản thân vì kỳ kiểm tra cuối kỳ đang đến thật gần rồi đấy các em ạ. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng đến với tuổi thần tiên tuần này nhé. Các em yêu quý, trong những chương trình tuần trước, chúng mình đã được thăm các ngôi trường quanh thành phố rồi phải không nào? Vậy thì trong chương trình tuần này, chúng mình hãy cùng đến với một ngôi trường vùng cao thuộc huyện Văn Chấn nhé. Có điều gì đặc biệt ở ngôi trường này, chúng mình hãy cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng, huyện Văn Chấn lại cùng nhau sinh hoạt tập thể trong tiết chào cờ. Sau những nghi thức nghiêm trang, lắng nghe lời nhận xét của các thầy cô về quá trình học tập, rèn luyện của các lớp là đến phần các em háo hức mong chờ nhất, phần sinh hoạt văn nghệ. Tuy chỉ là những tiết mục bình dị do các em tự tin biểu diễn, nhưng nó cũng đã đủ tạo niềm hứng khởi, say mê học tập cho một tuần học mới bắt đầu. Đóng trên địa bàn xã Vùng Ba của huyện lại là trường ghép giữa hai khối tiểu học và trung học cơ sở. Khó khăn càng chồng chất khó khăn với ngôi trường vùng cao này. Dù chưa đầy đủ về cơ sở vật chất giáo dục cũng như các phòng chức năng, nhưng không làm giảm tình yêu nghề cũng như niềm say mê học tập của thầy và trò nơi đây. Sau gần nửa thập kỷ xây dựng và phát triển, bao thế hệ thầy cô giáo cũng như các em học sinh vượt lên mọi khó khăn đã và đang chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, làm giàu thêm truyền thống dạy và học của nhà trường, cũng như góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục chung của toàn tỉnh. Năm học 2015-2016 này, nhà trường đón nhận 481 em học sinh chia đều cho 20 lớp, trong đó khối tiểu học là 12 lớp, còn khối trung học cơ sở là 8 lớp với 253 học sinh. Nếu đem so kết quả này với nhiều đơn vị trường trong tỉnh thì đây chưa phải là con số cao, nhưng với các trường đóng trên địa bàn xã, đó lại là một con số ấn tượng khi học sinh theo học tại trường chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc. Những thành tích đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, gắn bó và cả một quá trình nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của tập thể thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng. Được học tập ở một môi trường giáo dục với sự tận tình, yêu nghề của các thầy cô giáo và không gian luôn ngập tràn màu xanh của hoa lá, cỏ cây. Đó chính là nguồn động lực lớn để các em học sinh dưới mái trường này nỗ lực vươn lên. Bởi hơn ai hết, các em hiểu được đến trường đi học không chỉ là niềm vui mà còn là cả tương lai của gia đình và xã hội. Đây là một ngôi trường rất khó khăn về cơ sở vật chất trong những năm học trước. Tuy nhiên được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn trong những năm gần đây, đặc biệt là 2014-2015 và tiếp theo là năm 2015-16, thì các cấp các ngành, phụ huynh học sinh và đặc biệt là các thầy cô giáo đã xác định được cái tưởng nâng cao chất lượng giáo dục hàng đầu và duy trì số lượng là số 1 đối với nhà trường. Thế trong 2 năm gần đây thì nhà trường đã làm tốt công tác này. Từ giờ đến năm 2020, nhà trường xác định là duy trì tỷ lệ chuyên cần, đặc biệt số lượng không có học sinh bỏ học giữa trường. Học sinh học hết cấp, hết lớp và tiến tới là học phổ thông trung học. Năm vừa rồi thì chúng tôi là duy trì được 80% học sinh vào cấp 3. Đây là một thành quả rất là lớn. Và trong những năm tiếp theo, chúng tôi duy trì 90-95% các em vào học phổ thông trung học. Và những năm tiếp theo, chúng tôi định hướng là không có người mù chữ. Hiện tại bây giờ là 3% là chúng tôi duy trì là không có người mù chữ, tái mù chữ. Chúng tôi rất mong được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và đặc biệt là Phòng Giáo dục Đào tạo Văn Chấn, Ủy ban nhân huyện Văn Chấn, Sở Giáo dục Yên Bái, Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái quan tâm hơn nữa về chúng tôi về công tác xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là khu nhà ở cho học sinh bán trú.
và các trang thiết bị cho giáo viên được dạy theo đúng đủ về chất lượng, về chuyên môn. Không chỉ đồng hành cùng các em trong các phong trào thi đua dạy và học tích cực, nhà trường còn quan tâm phát triển tới các hoạt động của liên đội nhà trường, luôn thấy sự nghiêm túc, nhiệt tình tập luyện trong mỗi học sinh khi tham gia các hoạt động này, bởi các em đều biết rằng đây là môi trường cho các em phát triển khả năng của bản thân, góp phần hoàn thiện kỹ năng sống của mình, đồng thời cũng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao thành tích chung của toàn trường. Trong những năm qua, liên đội nhà trường luôn là một trong những liên đội mạnh, đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua của ngành phát động, như giải nhất hội thi giai điệu tuổi hồng, giải nhì bóng đá nhi đồng cấp huyện, giải ba cầu lông cấp huyện. Đó là niềm vui nhưng cũng là nguồn động viên khích lệ lớn lao để liên đội nhà trường thêm cố gắng rèn luyện. Về phong trào công tác đội, mảng công tác đội của nhà trường ấy, thì những năm gần đây là cũng được nhà trường rất là quan tâm chú trọng. Thì nhà trường đánh giá đây là một cái hoạt động rất là quan trọng trong nhà trường để thu hút các em học sinh tham gia. Thế thì nhà trường cũng thường xuyên là tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là múa hát đầu giờ, giữa giờ, rồi hát đầu giờ. Đấy, rồi ngoài ra thì tổ chức rất là nhiều những cái buổi ngoại khóa. Thế và đặc biệt là tham gia tất cả các cái hội thi của đoàn, của đội cấp trên cũng như là của ngành giáo dục tổ chức. Thì cũng thu được rất nhiều những cái kết quả tốt đẹp, ví dụ như là về phong trào thể thao thì cũng tham gia đầy đủ các môn. Thế về các phong trào văn hóa văn nghệ thì chúng tôi cũng tổ chức cho các em các cái hội thi như là tiếng hát giai điệu tuổi hồng, rồi em hát dân ca cũng đạt về cao. Năm học vừa qua thì liên đội nhà trường, cái đội tuyển của nhà trường đi tham gia cấp cụm ấy, thì là các em đạt giải nhất cấp cụm về tiếng hát giai điệu tuổi hồng. Thế và đi cùng với lại cụm đi thi huyện thì cụm thường huyện cũng là đạt giải nhất. Thế em phát huy những cái thế mạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức các cái hoạt động văn nghệ thể thao và nâng cao lên để cho các em tham gia. Luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong sự nghiệp chồng người, cũng như hiểu rõ hoàn cảnh của các em học sinh, các thầy cô giáo nơi đây không chỉ là người chèo lái con thuyền tri thức mà còn luôn gắn bó động viên các em trong học tập. Chính sự yêu nghề và tận tụy tất cả vì học sinh thân yêu của đội ngũ giáo viên nên trong những năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên từng bước, số lượng học sinh khá giỏi tăng theo từng năm. Nhiều học sinh tiếp tục theo học bậc trung học phổ thông và tốt nghiệp thi đỗ các trường chuyên nghiệp. Thấp thoáng dưới hàng cây xanh, trên ghế đá, cạnh vườn hoa là những khuôn mặt với những nụ cười rạng rỡ. Chính những nụ cười ấy đã thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt tình để các thầy cô giáo nơi đây không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ để mang đến cho các em học sinh thân yêu những bài giảng hay, những kiến thức bổ ích và lý thú. Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, cụ thể là đây là môn tiếng Anh. Mà trên này thì do đặc thù các em học sinh như này là chủ yếu là thứ nhất là vùng cao, hai là người dân tộc thiểu số chiếm nhiều, trên 70%. Mà một số học sinh là ở rất là cao, vùng cao xuống thì như là về cái nhận thức còn hạn chế, hai là hạn chế là ở tiểu học và các em chưa được làm quen với lại cái môn ngoại ngữ do tôi giảng dạy ở nên là lên vào lớp 6 thì cũng rất nhiều khó khăn, nên chúng tôi cũng trải qua thời gian công tác thì cũng phải luôn luôn tìm tòi học hỏi các đồng nghiệp ở trong đơn vị rồi ở các đơn vị khác để đưa ra được những cái tìm hoặc tòi đưa ra những cái phương pháp phù hợp nhất đối với các em để dần dần thì cũng đủ một cái phương pháp để các em làm quen dần với lại cái bộ môn mà tôi giảng dạy để nâng cao cái chất lượng. Với mỗi em học sinh được học tập và trưởng thành từ ngôi trường vùng cao thân yêu này, chắc hẳn hình ảnh với ngôi trường bao năm gắn bó sẽ chẳng thể phai nhòa trong tâm trí, bởi dưới mái nhà chung thân thiết này, các em đã có biết bao kỷ niệm đẹp, bao kiến thức quý báu cùng những tình cảm trong sáng hồn nhiên của một thời cắp sách tới trường. Sự động viên giúp đỡ của thầy cô, sự quan tâm của nhà trường đã khích lệ các em chăm chỉ đến trường dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu, học tập và tu dưỡng đạo đức, giành kết quả cao trong học tập. Dù mới bước vào năm học đầu cấp hay sắp phải chia xa mái trường sau bao năm gắn bó, trong các em luôn dâng tràn nhiều cảm xúc khác nhau khi nói về mái trường thân yêu của mình. Em là học sinh lớp 6A của trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng. Em mới bước lên cấp 2
nên có rất nhiều bỡ ngỡ, có thầy cô giáo mới, bạn bè mới, phương thức học tập mới, được sự dẫn dắt của các thầy cô giáo nên chúng em đã quen dần môi trường học tập. Em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy cô giáo và gia đình. Em là học sinh cuối cấp của trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng. Em rất vui và vinh dự khi đã được gắn bó với ngôi trường trong suốt 9 năm qua. Nơi đây em đã được thầy cô giáo chỉ bảo rất tận tình, không chỉ những kiến thức trong sách vở mà cả những kiến thức ngoài đời sống để em có thể góp ích cho gia đình và xã hội. Trong tiết trời se lạnh của ngày đông, sắc màu rực rỡ của những bộ đồng phục như điểm tô thêm vẻ đẹp của ngôi trường vùng cao, làm ấm lòng bao trái tim đang hòa cùng một nhịp đập. Đó là màu của niềm tin, của sự quyết tâm của thầy cô cũng như học sinh nơi đây. Ngôi sao vàng năm cánh như tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, sức mạnh để các em, những thế hệ tương lai của đất nước, gắng sức luyện rèn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca hát riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ, những chút chan niềm tin nghĩa vô bờ. Như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển đông, giang xanh hồng ước mơ em lớn lên từng ngày. Vì hạnh phúc tương lai, anh đèn quê vẫn miệt mài để mai trường bên yêu thầy cô cho em mùa xuân. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca hát riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ, những chút chan niềm kỷ niệm vô bờ. Như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển đông, giang sách hồng ước mơ em lớn lên từng ngày. Vì hạnh phúc tương lai, anh đèn quê vẫn miệt mài để mai trường bên yêu thầy cô cho em mùa xuân. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca hát riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ, những chút chan niềm kỷ niệm vô bờ. Như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển đông, trang sách hồng ước mơ em lớn lên từng ngày. Vì hạnh phúc tương lai, anh đèn quê vẫn miệt mài để mai trường bên yêu thầy cô cho em mùa xuân. Vì hạnh phúc tương lai, anh đèn quê vẫn miệt mài để mai trường bên yêu thầy cô cho em mùa xuân. Các em yêu quý, chương trình Tuổi Thần Tiên tuần này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.